Xin chào mọi người, tôi là Naresh Sirkanyan. Tôi 32 tuổi, từng học tại 5 quốc gia. Tôi tốt nghiệp xuất sắc một trường đại học ở Canada và từng học tại Harvard. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình tại ngân hàng đầu tư Credit Suisse ở London. Mặc dù tuổi còn ít, tôi đã làm được rất nhiều việc. Năm 24 tuổi, tôi đã trở thành người quản lý hàng đầu trẻ nhất ở Rosatom. Năm 27 tuổi, tôi đã thành lập công ty đầu tư Freedom Group hoạt động thành công ở 17 quốc gia. Freedom International Group chọn các thương hiệu toàn cầu tốt nhất để củng cố vị thế của mình trên thị trường, đầu tư vào hiện đại hóa công nghệ, các quy trình kinh doanh, thực hiện các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại nhất. Giá trị của công ty do Freedom Group quản lý vượt quá 2,5 tỷ đô la. Tổ chức hiện đại của Freedom Group cho phép quản lý các dự án, vì kinh doanh của các công ty có sự hiện diện địa lý rộng lớn. Mỗi dự án được giao cho một người quản lý doanh nghiệp. Người đó kiểm soát tất cả các giai đoạn công việc của một nhóm, các chuyên gia chuyên về các quy trình kinh doanh cụ thể. Điều này cho phép nhanh chóng đạt được lợi nhuận của các công ty khởi nghiệp và tăng tính hấp dẫn của các dự án có được nhờ sắp nhập hoặc mua lại. Điều quan trọng là công ty hoạt động không chỉ bằng nguồn vốn của mình, mà còn thu hút nguồn tài chính bên ngoài để tăng trưởng và phát triển nhanh chóng. Các dự án của công ty có chỉ số hiệu quả đầu tư cao, khiến chúng hấp dẫn tối đa đối với các nhà đầu tư bên ngoài. Freedom Group hợp nhất các công ty khác nhau, từ nền tảng di động CCA đến trường đại học công nghệ blockchain trực tuyến, từ kinh doanh cà phê, bán các thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, cho đến dòng quần áo riêng của mình. Freedom Group tạo ra một dự án công nghệ thông tin sáng tạo và đang ở đỉnh cao của sự phổ biến. CCA là một thị trường xã hội độc đáo, một mạng xã hội để quảng cáo hàng hóa và dịch vụ và đưa thông tin đến khách hàng, là một thiết kế cửa hàng trực tuyến đơn giản và tiện lợi, hệ thống báo cáo tiên tiến, ATS ảo, máy quét thông minh và một loạt các chức năng hữu ích khác cho doanh nghiệp. Tất cả các thương hiệu của Freedom Group đều sử dụng CCA trong công việc của họ, vì đây là một công cụ lý tưởng cho các chủ doanh nghiệp để thu hút khách hàng và tăng lòng trung thành với thương hiệu mà không qua trung gian. CCA, đó là cơ hội sống trong tương lai ngày hôm nay. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ là sự bảo vệ toàn diện cho cơ thể, nó là một công thức được thử nghiệm theo thời gian, được củng cố và hoàn thiện. Project V là dòng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, có hoạt tính sinh học, mỹ phẩm và các sản phẩm hữu ích khác với tác dụng định hướng bảo vệ cơ thể hàng ngày, bổ sung năng lượng và tăng cường khả năng miễn dịch. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để giải quyết chính xác vấn đề của bạn. Tôi tin rằng với sự hỗ trợ của Freedom Group, Project V sẽ chinh phục được thị trường toàn cầu. Coffee Cell là một thương hiệu trẻ độc đáo đầy tham vọng. Chúng tôi đã kết hợp các công nghệ mới nhất, hương vị đậm đà của cà phê và lợi ích của nhân sâm trong mỗi khẩu phần sản phẩm của chúng tôi, làm cho nó phù hợp với tất cả mọi người. Tính thích nghi tự nhiên này có thể khôi phục đầy đủ các tính chất bảo vệ cơ thể và bình thường hóa hoạt động của tất cả các cơ quan và hệ thống. Trong năm tới, chúng tôi có kế hoạch mở rộng địa lý, kinh doanh ở châu Âu và châu Á. Mục tiêu của chúng tôi là sau 5 năm, mỗi buổi sáng các bạn bắt đầu với một cốc coffee self thơm. Cyber Legacy là một tổ chức thể thao điện tử gồm những đội chơi Dota 2 và CSGO. Chúng tôi sở hữu hai cơ sở nơi hai đội sống trong suốt thời gian của hợp đồng và tham gia các cuộc thi quốc tế. Freedom Group cung cấp quản lý tài chính, bộ phận tiếp thị và thiết kế. Nhờ các khoản đầu tư của Freedom Group, Cyber Legacy có thể hoạt động như một tổ chức chính thức. Đại học quốc tế Kivat được thành lập vào năm 2018 và đã đào tạo hơn 200 sinh viên từ 10 quốc gia. Kivat cung cấp các chương trình giáo dục theo nhiều hướng khác nhau. Học xong các chương trình đó, bạn sẽ nâng cấp chất lượng không chỉ doanh nghiệp mà cả cuộc sống của bạn. Freedom Group là một cộng đồng gồm các chuyên gia hợp nhất bởi một mục tiêu: đưa công ty dưới sự quản lý của mình lên một tầm cao mới và kết hợp chúng lại tạo ra một sinh thái độc đáo của riêng mình. Một tập thể có tổ chức và gắn kết có thể giải quyết bất kỳ nhiệm vụ nào, đồng thời tạo ra danh tiếng tốt cho công ty. Nhiệm vụ chính của tôi là xây dựng chức năng tài chính trong tập đoàn trên toàn thế giới. Chúng tôi quản lý dòng tài chính và đầu tư vào các dự án do Freedom Group quản lý. Chúng tôi đã mở hơn 50 hệ thống thanh toán trên toàn thế giới và hiện đang tạo hệ thống riêng của mình. Hệ thống thanh toán được lựa chọn đúng, giúp tương tác nhanh chóng và hiệu quả với các đối tác của chúng tôi. Và các đối tác của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mỗi thành viên của dự án do Freedom Group quản lý có thể tin tưởng rằng dịch vụ hỗ trợ sẽ chăm sóc họ suốt ngày đêm, không có ngày nghỉ.
bộ phận tiếp thị là trái tim của hoạt động kinh doanh của chúng tôi và thành công của tất cả các doanh nghiệp của Freedom Group phụ thuộc vào sự thành công và chất lượng công việc của chúng tôi. Chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ chuyên gia mạnh, giàu kinh nghiệm và trong tương lai gần chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các thương hiệu của chúng tôi được biết đến trên toàn thế giới. Chúng tôi tạo ra các sự kiện biểu tượng tiêu chuẩn quốc tế, cách tổ chức độc đáo, mang đến cho mọi người cơ hội tìm thấy những người cùng chí hướng và được truyền cảm hứng để đạt mục tiêu của họ. Những người tham gia ấn tượng với sự kiện, kể về chúng với bạn bè của mình, báo chí viết về công ty. Vinh quang của các sự kiện luôn gắn liền với Freedom Group. Những người tham gia mong muốn được tham gia từ lâu trước khi công bố. Hãy đến tham dự và tự khẳng định điều đó. Một điểm khác biệt quan trọng của Freedom Group là công ty chỉ đầu tư vào những các dự án có tiềm năng theo ba hướng. Thứ nhất, bất kỳ dự án nào của chúng tôi đều phải có ưu thế về công nghệ. Thứ hai, dự án phải có khả năng mở rộng. Và thứ ba, điều này rất quan trọng đối với tôi. Khi chúng tôi chọn các công ty, dự án phải mang lại lợi ích rõ ràng cho xã hội. Triết lý của Freedom Group là bất kỳ ai, bất kể giới tính, tuổi tác và tình hình tài chính đều có cơ hội trở thành một phần của nhóm chúng tôi. Đây không phải là câu lạc bộ khép kín dành cho những người giỏi nhất mà là một nơi mà mọi người đều có cơ hội trở thành người giỏi nhất. Chúng tôi kết thúc chuyến tham quan của mình. Nhưng phía trước, nhiều điều thú vị đang chờ chúng tôi. Còn bây giờ, hãy tải ứng dụng CCA, ứng dụng mà ngày hôm nay bắt đầu thay đổi cuộc sống của bạn và cho bạn cơ hội ở trong một chiếc thang máy xã hội. Chiếc thang chỉ lên cao cùng với chúng tôi. Freedom Group chúc các bạn có một tâm trạng tốt và hãy ở lại với chúng tôi.